Nam mô Bụt Thà, dạ Nam mô Tham Mà, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ kính cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, dạ cảm ơn quý sít. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thà, dạ. Đây là chương trình Phật pháp Bồ Đà Tham Má trên mạng internet qua Bantos, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối. Hoa Sơn từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng và đến sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn là chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 115, Kinh Đa Giới, Bá Hú Tha Túc Cá, Sutta, bản chất của cuộc sống, phân đoạn 552 đến 557 sẽ do Thượng Tọa Phát Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Thà. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, vật cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh, bài 115, Kinh Đa Giới, Bá Hú Tha Túc Cá Xuất Tá, bản chất của cuộc sống, phân đoạn 552 đến 557 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Tiếp đến chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Thà. Nam mô Bụt Thà. Kính đại lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay thì được biết là Thượng Tọa Pháp Tân không khỏe, Thượng Tọa nhờ điền khuyết. Và cũng được biết rằng Thượng Tọa Tuệ Siêu hôm nay có thể giúp để giảng bài pháp này. Do vậy thì xin được trình Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng cho bài kinh hôm nay. Thưa quý vị, kinh Đa Giới chúng ta mới nghe thì chữ giới đó nó giống như là chữ
ngũ giới, bát quan trai giới. Nhưng mà giới ở đây là thuộc về tha túc. Tha túc ở đây có nghĩa là nguyên tố hay là nguyên chất. Thưa quý vị, giống như là đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà nhìn một cái cây thì chúng ta nói rất là rau húng, đó rau mùng tơi, đó rau này rau kia. Nhưng mà đối với những vị chuyên về dinh dưỡng hay là những cái vị mà nghiên cứu về khoa học thì vị đã sẽ thấy rằng ở trong mỗi cây nó có những cái dinh dưỡng giống như loại vitamin này, vitamin kia, hay là nó gồm có những cái đơn vị khoa học này, khoa học khác. Không có nhìn thấy những điều này được thì chúng ta thật sự không hiểu được cái tánh dược của cái cây bằng màu sắc, bằng cái tên gọi được. Nhiều lắm là chúng ta được nghe trong sách thuốc đề cập như vậy. Bởi vì ngày nay khi người ta nói cái gì đó, người ta đều phải nói rằng à, cái đó nó chứa những hoạt chất gì, nó chứa được những dinh dưỡng gì. Thì như vậy thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta có hai thế giới. Một thế giới mà chúng ta cảm thấy một lý tính, ở đó chúng ta thấy tất cả đều là hiện tượng, và từ những hiện tượng này hiểu được duyên khởi, chúng ta hiểu được bản chất thật của cuộc sống. Biết rồi, đây là cảnh giới của tuệ giác, và đây là một điểm mà giữa khoa học ngày nay gặp gỡ được với Phật học. Mời quý vị nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay. Đừng ngại là chánh kinh hơi khô khan một chút, nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào chánh kinh thì chúng ta thấy nhiều lợi lạc. Và sau thì phần chánh kinh được đọc lên thì chúng ta chẳng dễ ý kiến rộng rãi từ Thượng Tọa Tiểu Siêu. Xin quý vị hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Bài 115 Kinh Đa Giới Bá Hú Tha Tú Cá Xuất Tá, Bản Chất Của Cuộc Sống, phân đoạn 552 đến 557. Chú thích dẫn nhập: giới, tha tú ở đây có nghĩa là nguyên chất, nguyên tố. Nội dung bài kinh nói về nền tảng căn bản của chánh trí. Với một người với tuệ giác đã biết rõ những nguyên tố này thì đó là bậc thiện trí thật sự. Một người trí như vậy không còn sợ hãi. Đây là khẳng định về trình độ tu chứng, cũng như nói lên vai trò thượng tôn của trí tuệ thực sự. 552, người trí thì không sợ, mà người còn sợ hãi thì chưa thực sự là người trí. Trong một pháp thoại hàng ngày cho chư tăng, bậc đạo sư đã khẳng định một điều mà chỉ có sự đắc chứng thực sự của một bậc thánh đệ tử mới thể hiện được, đó là sự vô úy ở trình độ cao nhất. Kinh văn như vậy: tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Xá Vệ Chetawana Kỳ Đà Lâm tại tịnh xá ông Anathabindika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: phàm có những sự sợ hãi gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí, Pandita. Phàm những có những thất vọng gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Ví như: này các tỷ kheo, tia lửa từ ngôi nhà bằng cỏ
thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác, được trét trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa gài kỹ, có cửa sổ đóng kỹ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả những thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các tỷ kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Như vậy, này các tỷ kheo, kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có sợ hãi. Kẻ ngu đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng. Kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn. Này các tỷ kheo, không có sợ hãi cho người hiền trí, không có thất vọng cho người hiền trí, không có hoạn cho người hiền trí. Do vậy, này các tỷ kheo, chúng tôi sẽ thành người hiền trí, biết suy tư, tìm hiểu. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. 553. Thế nào là bậc hiền trí thực sự? Bậc hiền trí thực sự là người hiểu biết những nguyên lý của cuộc sống, kinh văn. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, đến mức độ nào bạch Thế Tôn là vừa đủ để nói? Tỷ kheo là người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu, cho đến khi, này Ananda, tỷ kheo thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi và thiện xảo về xứ phi xứ. Đến mức độ như vậy, này Ananda, vừa đủ là vừa đủ để nói tỷ kheo là người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu. 550. Những định lý khác nhau về thế giới và siêu thế. Với lời dạy về các nguyên tố của vạn pháp, Đức Thế Tôn đề cập đến những biểu đồ mang tính toàn diện đối tượng của tuệ tri. Kinh văn, đến mức độ nào bạch Thế Tôn là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo giới? Này Ananda, có 18 giới này: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 18 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có 6 giới này: địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, không giới, thức giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 6 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có 6 giới này: lạc giới, khổ giới, hỷ giới, u giới, xả giới, vô minh giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 6 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có 6 giới này: dục giới, ly dục giới, sân vô sân giới, hại giới, bất hại giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 6 giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có 3 giới này: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 3 giới này,
Cho đến mức độ như vậy này Ananda là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về giới? Có thể có này Ananda, này Ananda, có hai giới này, hữu vi giới và vô vi giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được hai giới này, cho đến mức độ như vậy này Ananda là vừa đủ nói tỷ kheo thiện xảo về giới. 555 định lý về duyên sinh. Sự hiện hữu của chúng sanh là dây chuyền của tác động và bị tác động. Kinh văn, nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về xứ? Này Ananda, có sáu nội xứ, ngoại xứ này, mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu nội ngoại xứ này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về xứ. Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về duyên khởi? Ở đây này Ananda, tỷ kheo biết như sau: nếu cái này có, cái kia có, do cái này sanh, cái kia sanh, nếu cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt, cái kia diệt, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Do duyên sanh lão tử sầu, bi khổ, u não sanh khởi. Như vậy này Ananda là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của chính vô minh này, các hành diệt, do các hành diệt, danh sắc diệt, do danh sắc diệt, lục nhập diệt, do lục nhập diệt, xúc diệt, do xúc diệt, do thọ diệt, do thọ diệt, ái diệt. Do ái diệt, thủ diệt, do thủ diệt, do hữu diệt, sanh diệt, do sanh diệt, lão tử, sầu, bi khổ, u não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt hoàn của khổ uẩn này. Cho đến như vậy này Ananda là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về duyên khởi. 556, những gì có thể và những gì không thể. Biết rõ những gì có thể và không thể về pháp tánh của vạn hữu là điều khẳng định chẳng những xua tan nghi hoặc mà còn xóa đi sự hoang mang sợ hãi đối với bậc trí. Kinh văn, nhưng cho đến mức độ nào bạch Thế Tôn là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về xứ phi xứ? Ở đây này Ananda, tỷ kheo biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người thành tựu chánh kiến lại đi đến các hành sankhara và xem là thường còn, sự kiện như vậy không xảy ra. Và vị ấy biết rằng sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu khi một người phàm phu đi đến các hành và xem là thường còn, sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người thành tựu chánh kiến lại có thể đi đến các hành với ý niệm lạc thọ, sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu khi một người phàm phu đi đến các hành với ý niệm lạc thọ, sự kiện như vậy có xảy ra. Vị ấy biết rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người có thành tựu chánh kiến lại có thể đi đến các pháp với ý niệm tự ngã, sự kiện như vậy
không có xảy ra, và vị ấy biết rằng sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu khi một người phàm phu đi đến các pháp. Với ý niệm tự ngã, sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người thành tựu chánh kiến có thể giết sinh mạng người mẹ. Sự kiện như vậy không có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một người phàm phu có thể giết sinh mạng người mẹ. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người thành tựu chánh kiến có thể giết sinh mạng người cha, vân vân, có thể giết sinh mạng A La Hán. Vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người thành tựu chánh kiến có thể có ác tâm làm Như Lai chảy máu. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một người phàm phu với ác tâm làm Như Lai chảy máu. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người thành tựu chánh kiến có thể phá hòa hợp tăng. Sự kiện như vậy không xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một người phàm phu có thể phá hòa hợp tăng. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người thành tựu chánh kiến có thể đề cao một đạo sư khác. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một người phàm phu đề cao một đạo sư khác. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi cùng trong một thế giới Lô Cá Tha Tú hai A La Hán chánh đẳng giác có thể xuất hiện một lần, không trước không sau. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi cùng trong một thế giới một A La Hán chánh đẳng giác có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra khi cùng trong một thế giới hai vua chuyển lưng có thể xuất hiện một lần, không trước không sau. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi trong một thế giới một vị vua chuyển lưng có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một nữ nhân có thể thành A-la-hán chánh đẳng giác. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một nam nhân có thể thành một A-la-hán chánh đẳng giác. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một nữ nhân có thể thành sắc cá đế thích. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu khi một nam nhân có thể trở thành sắc cá. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một nữ nhân có thể trở thành ma vương. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi có một nam nhân trở thành ma vương. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một nữ nhân có thể trở thành Phạm Thiên. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một nam nhân có thể trở thành Phạm Thiên. Sự kiện này như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không xảy ra, không có hiện hữu khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện này không có xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra, vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một khẩu ác hành, vân vân, một ý ác hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy không có xảy ra, và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một ý ác hành có thể sanh ra quả báo
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc, sự kiện như vậy có xảy ra. Vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một thân thiện hành có thể sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc, sự kiện như vậy không xảy ra. Và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một thân thiện hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc, sự kiện như vậy có xảy ra. Vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một khẩu thiện hành, vân vân, một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc, sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc, sự kiện như vậy có xảy ra. Và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người hành trì thân ác hành, do thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy, sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh thiện thú thiên giới cõi đời này, sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một người hành trì thân ác hành, do thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy, sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện này có xảy ra. Và vì ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người hành trì khẩu ác hành, hành trì ý ác hành, do nhân ý ác hành, do duyên ý ác hành ấy, sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này, sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra khi một người hành trì khẩu ác hành, vân vân, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện như vậy có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người hành trì thân thiện hành, do thân, do nhân thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện ấy, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự nguyện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rằng sự kiện này có xảy ra khi một người hành trì thân thiện hành, do thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện hành ấy, có thể sanh lên thiện thú thiện giới cõi thiên giới cõi đời này, sự kiện như vậy có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu khi một người hành trì khẩu thiện hành, vân vân, hành trì thiện hành, do nhân ý thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ấy biết rõ rằng sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu khi một người hành trì khẩu thiện hành, vân vân, ý hành trì ý thiện hành, do nhân ý thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có thể sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này, sự kiện như vậy có xảy ra. Cho đến mức độ như vậy là vừa đủ để nói tỷ kheo thiện xảo về xứ phi xứ. 557 câu hỏi từ sự cảm thán. Tôn giả Ananda, thị giả của Đức Thế Tôn, vô cùng hoan hỷ khi nghe những lời Phật dạy trong bài kinh này và bạch hỏi về tên của pháp môn Dhammapariyaya. Đức Thế Tôn dạy có thể gọi là đa nguyên hay đa giới, bá hú tha tu cô, tứ chuyển, chá tú ba rí quá tá, tức giới, căn, duyên khởi, những điều có thể và không có thể. Pháp kinh Dhammadasa, trống bất tử, Amanta Ludunhi, chiến thắng tối thượng, Anuttaro Sanghamavijaya. Kinh văn. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, thật ví diệu thai bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, pháp môn này có tên gì? Do vậy này Ananda, hãy thọ trì pháp môn này là đa giới, hãy thọ trì pháp môn này là bốn chuyển, chát tú quá pariwato, hãy thọ trì pháp môn này là pháp kinh Dhammadasa,
hãy thọ trì pháp môn này là trống bất tử, hãy thọ trì pháp môn này là vô thượng chiến thắng. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con xin được kính, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi diễn giải, giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tôn đức quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, vì hôm nay nghe nói thượng tọa tăng không được khỏe, cho nên chúng tôi xin điện thuyết và cũng là điện khuyết thay cho Thượng Tọa Giác Đẳng, vì Thượng Tọa Giác Đẳng nhận lời cho Thượng Tọa Tân. Để bù lại ngày hôm qua tới ngày của chúng tôi thuyết giảng, nhưng mà chúng tôi bị trục trặc không có thuyết được, nên hôm nay chúng tôi tình nguyện để giảng bài kinh này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như vậy thì bài kinh này mang nhiều tên. Kinh Đa Giới cũng được, mà chuyển cũng được. Pháp kính cũng được. Mà cổ bất tử cũng được, tức là trống bất tử. Cái tiếng trống kinh này cũng gọi là kinh chiến thắng tối thượng. Khi Đức Thế Tôn đã cho nhiều tên gọi, đã đưa ra nhiều tên gọi cho cái pháp môn mà Đức Phật thuyết hôm nay, đủ cho thấy rằng những cái pháp môn này cực kỳ quan trọng. Vì để thành một bậc hiền trí Panditá, một vị tỳ kheo cần phải thị xảo trong bốn vấn đề đó. Khi đã trở thành bậc hiền trí thì vị này không có sự sợ hãi. Vị hiền trí này không có sự thất vọng, vì hiền trí này không có sự hoạn nạn, vì cái sự sợ hãi chỉ sanh khởi cho người ngu chứ không phải cho người trí. Cái sự thất vọng sanh khởi cho người ngu chứ không phải cho người trí. Cái sự hoạn nạn chỉ sanh khởi cho người ngu chứ không phải sanh khởi cho người hiền trí. Nhưng mà
Ở đây cái chữ Panditta, bậc hiền trí như thế nào để không có cái sự sợ hãi, sự thất vọng, cái sự hoài nạn? Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã dạy thì Tôn giả Ananda về những cái pháp thiện xảo, mà người nào có bốn pháp thiện xảo đó thì người này sẽ gọi là bậc hiền trí, không có cái sự sợ hãi, không có cái sự thất vọng, không có cái sự hoạn nạn. Ở đây bài kinh này được gọi là bài kinh đa giới, là cũng vì theo bốn cái điều thị xảo thị xảo về giới, thị xảo về sức, thị xảo về duyên khởi, thị xảo về phi sức. Chúng ta lấy cái số nhiều và chúng ta gọi là đa giới. Trong những điều mà được đưa lên thì sự xảo về giới nó có số lượng nhiều hơn, như là 18 giới, 6 giới khác nữa, ba giới rồi hai giới, tất cả là 41 giới. Vì rằng bài kinh này cái tên gọi là chiết bán, tức là lấy cái chủ đề đầu thị xảo về giới, đặt tên gọi là Pohutatuka Sutta, là kinh đa giới. Còn về cái phạm trù thứ hai, tức là thị xảo về xứ, thì chỉ có 12 xứ thôi, 12 xứ. Còn thiện xảo về duyên khởi thì cũng chỉ có 12 duyên khởi. Còn thiện xảo về xứ phi xứ, Thana Kosala, thì ở đây nhiều lắm là cũng chỉ có 40, tức là 20 sự kiện có thể và 20 sự
viện khó thể. Cái chữ thana và athana chúng tôi xài là sự kiện và phi sự kiện. Hay nói cách khác là thị xảo về cái điều có thể và cái điều không thể. Có thể và không thể. Chứ nếu mà nói thị xảo bị xứ và phi xứ, ở trên đã nói thị xảo bị sáu nội xứ, sáu ngoại xứ rồi. Ở dưới này nếu mà chúng ta chữ thanh á đó mà chúng ta cũng dịch xứ giống như là cái chữ ai cho tánh á nữa, thì trong trường hợp này chúng ta dễ bị nhầm lẫn. Cho nên chúng ta phải xài khác đi, tức là cái sự kiện có thể và cái sự kiện không có thể, hay gọi là lý phi lý. Xài lý phi lý cũng được, thana. Ở đây thưa quý vị, thông thường thì ở những cái đoạn kinh khác, như là trong bài kinh Palabandhita, kinh Hiền Ngu, tức là kinh bậc hiền trí và người ngu si, ở trong trung bộ kinh thì Đức Phật này nói rằng, Đức Phật đã giảng cái người ngu có ba cái đặc tính, đặc tướng, đặc ấn, là thân làm ác, khẩu, nếu nói là ác, nếu suy nghĩ là suy nghĩ ác. Còn người tâm đế tác, hễ hành động thì thân thiện hạnh, mà nói thì khẩu thiện hạnh, mà suy nghĩ ý thiện hạnh. Thì ở trong cái bài kinh đó Đức Phật nói như vậy giữa người ngu và người trí. Ở trong Tăng Chiều Kinh cũng có nhiều trường hợp, có nhiều pháp môn mà Đức Phật ngài nói về chi phần của bậc Bà La Tát và chi phần của cái người ngu Bà La Tát, vân vân. Còn ở đây, khi mà Đức Phật ngài đưa lên cái mệnh đề trước là cái sự sợ hãi, sự sợ hãi gì nó sanh khởi là sanh khởi cho người ngu chứ không phải sanh khởi cho người trí. Sự thất vọng gì nó sanh khởi thì sanh khởi cho người ngu, không phải sanh khởi cho người trí. Cái sự hoạn nạn gì sanh khởi thì nó sanh khởi cho người ngu chứ không phải sanh khởi cho người trí. Thì do cho nên khi tôn giả Nan Đa hỏi Đức Phật cho đến mức độ như thế nào vị tỳ kheo được gọi là bậc hiền trí Pandita, thì lúc đó Đức Phật mới đưa lên những cái pháp đặc thù, tức là cái sự thiện xảo trong bốn cái phạm trù: thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi, thiện xảo về lý phi lý. Cái chữ giới ở đây đó, chữ tha tú, là những cái bản chất những cái đặc tính, những cái nguyên tố giới được xài trong chữ tha tú, xài trong nhiều lĩnh vực. Cái chữ giới ở đây không có đồng nghĩa với chữ si lá.
Chữ si lá là giới hay là giới hạnh là khác. Còn ở đây chữ tha tú xài cho cái nghĩa đặc biệt là đối với cái bản chất của pháp. Cái bản chất của pháp, cái gì nó có cái đặc tính riêng thì cái đó gọi là giới. Atanu lakhariti thatu. Tự kỳ chân tướng gọi là giới, gọi là tha tú. Tức là tự nó mang một cái bản chất riêng, mang cái bản chất riêng, mang cái đặc tính riêng, mang cái đặc. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái chữ tha tú có nhiều cái góc cạnh nhiều. Một vị tỳ kheo cần phải hiểu rõ hết các cái góc cạnh đó. Trường hợp thứ nhất là khi đề cập đến Atharasat Thatuyo, tức là 18 giới, thì trong trường hợp này là phải hiểu 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Tức là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, rồi nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới. Tỷ giới khi giới, tức là hơi mùi, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Như vậy gọi là 18 giới, Atharasat Thatuyo. Thì phân biệt được, hiểu được 18 giới này, vì theo mới thấy rằng là tất cả đều bị đốt nóng, sắp bằng ai đi tăng, tức là có do duyên mắt cảnh sắc phát sinh lên nhận thức. Cả ba giới này đều là vật đốt nóng. Đốt nóng bởi cái gì? Bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bởi cái sự già bệnh chết. Thì như vậy, ở trong cái bài kinh Adittapajaya Sutta mà Đức Phật Ngài đã giảng cho 1003 vị đạo sĩ Uruwe Lakaspa, Gaya Kaspa, Nadi Kaspa, các vị đó nghe xong cái bài kinh Adittapajaya này chính quả là hán. Cho nên 18 giới đó nó cũng quan trọng lắm, thưa quý vị. Cần phải biết rõ mới có thể thu thúc được lục căn khi mà tiếp xúc với 6 cảnh. Và khi nói đến cái phạm trù thứ hai, tức là 6 giới ở đây là địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, hư không giới và thức giới. Thực ra thì đối với thân này, nếu mà nói tóm tắt lại thì nó chỉ có thân này chỉ là đất, nước, lửa, gió, hư không và tâm thức thôi. Hiểu biết được như vậy đó là vị tỳ kheo có thể tu tập để thấy được cái sự vô thường của thân danh và sắc này.
rồi sáu giới khác nữa mà Đức Phật ngài dạy là lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới và vô minh giới. Tức là năm cái cảm thọ và vô minh. Thì đó là cái cách thuyết của Đức Phật khi ngài muốn phân tích một cái khía cạnh nào đó để sâu sáng cho người nghe, một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, cận sự nam cận sự nữ, hoặc là đối với các du sĩ và đạo môn ngoại đạo khi họ trách theo cái đó, thì Đức Phật ngài sẽ giải cho biết là không có cái gì ngoài ra là lạc, khổ, ưu, hỷ, xả, và tất cả đều nằm ở trong cái sự vô minh, không có nhận thức, không có biết được. Rồi sáu giới khác ở đây là Đức Phật ngài nói về Kamathatu, dục giới, Nekhambathatu là ly dục giới. Ở đây chữ dục giới chúng ta đừng có nhầm với cái chữ Kamavachara, là dục giới ở trong cái phu mí của tâm, cái địa hạ của tâm hay địa vức của tâm. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế là khác. Còn ở đây khi mà nói đến Kamathatu là cái ham muốn, bản chất ham muốn về sắc đẹp, thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái này gọi là Kamathatu. Rồi Nekhambathatu tức là cái bản chất, cái tính chất ly dục, tức là không có sự mê đắm ở trong vị ngọt của các dục, mà là xuất ly các dục. Cái sự xuất ly các dục đó tức là diệt trừ hỷ tham đối với sắc đẹp, tướng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Như vậy gọi là xuất ly giới, nếu không mắt tha thủ. Vyapadathatu tức là cái tính chất sân hận, nóng nảy và Vyapadathatu là vô sân, vô sân giới, tức là cái tính chất từ tâm mát mẻ. Nó đối trị, nó đối nghịch lại với Vyapadathatu là sân giới. Thứ tư gọi là Vihinsathatu, tức là hại giới, là cái tính chất não hại. Khi một người suy nghĩ đến cái việc để làm tổn thương người khác, làm cho người khác phải bị đau khổ, phải bị mất mạng thôi, thì cái đó được gọi là hại giới, với hiên xà thà thú. Nếu mà chúng ta xài chữ Hán không ấy, thì chúng ta bị nhầm tưởng. Cho nên ở đây gọi là cái tính chất
não hại. Avihinsa tha tú là bất hại giới hay là tính chất bất hại. Ở đây là Đức Phật nói sáu giới này, sáu tha tú này trên cái phạm trù của tư duy. Nó có ba cái tà tư duy và ba cái chánh tư duy. Thì ba cái tà tư duy ở đây tức là dục giới, sân giới và hại giới. Còn ly dục giới, vô sân giới, bất hại giới thì đó nó thuộc về chánh tư duy. Mặt khác, có chỗ Đức Phật Ngài dạy về ba giới mà chúng ta thường được nghe đó. Tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái chữ dục giới này cũng gọi là kamathatu. Rupathatu là sắc giới, arupathatu là vô sắc giới. Thì do đó chúng ta phải thiện xảo mới được. Bởi vì sáu giới ở trên, khi nó đến dục giới, ly dục giới, vân vân, thì chữ dục giới cũng là kamathatu. Nhưng mà dục giới đó là cái tính chất, tham đắm các cảnh dục, tính chất tham đắm các cảnh dục cho nên gọi là dục giới. Còn cái chữ dục giới ở trong ba giới đó thì ám chỉ cho cái phạm trù của hữu, là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tức là ba cõi, hay chúng ta gọi là, thường thì chúng ta nghe nói đến tam giới. Dục giới ở đây tức là chỉ chữ kamathatu trong trường hợp này là để chỉ 54 tâm dục giới cùng với 52 thuộc tánh phối hợp với tâm dục giới, rồi 28 sắc pháp. Thì như vậy tâm dục giới nói chung tức là sắc quẩn, thọ quẩn, dục giới, tưởng quẩn, dục giới, hành quẩn, dục giới và thức quẩn thuộc dục giới. Thì như vậy thọ tưởng hành thức mà trong cái phẩm, trong cái địa phước Kamavacara với sắc quẩn thì như vậy đó gọi là kamathatu, là dục giới. Còn sắc giới ở đây rupathatu là chỉ cho 15 tâm sắc giới và 35 thủ tánh, hay là 30 tâm sở phối hợp với cái tâm sắc giới thuộc lĩnh vực thiền. Còn vô sắc giới là để chỉ cho 12 cái tâm dục giới và 30 tâm tấn phối hợp với tâm dục giới. Thì như vậy chúng ta hiểu một cách là một cách chi pháp về dục giới, sắc giới, vô sắc giới như vậy. Còn hiểu theo một cách khác nữa thì dục giới kamathatu ở đây là chỉ cho 11 cõi dục, từ cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi nhân loại, tứ thiên vương, đô súc, dạ ma, của đạo lợi, dạ ma, đô súc, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Đó là 11 cõi dục giới. Cái này cũng gọi là kamathatu. Từ cái phạm phủ thiên
tức cõi phạm chúng thiên, cho đến cõi sắc hữu cánh là 16 cõi sắc giới. Cái này gọi là Rupa Thatu. Từ cái cõi không vô biên xứ, phạm thiên không vô biên xứ, cõi phạm thiên tức vô biên xứ, cõi phạm thiên vô xứ xứ, cõi phạm thiên phi tưởng phi vi tưởng xứ, bốn cõi này được gọi là vô sắc giới Arupa Thatu. Chúng ta hiểu cái cách thứ hai này. Rồi bây giờ giới tha tú còn nói ở một cái phạm trù khác, tức là nói trên phương diện hai giới, tức là hữu vi giới. Sankhata Thatu và vô vi giới Sankhata Thatu. Hữu vi giới ở đây đó là chỉ cho tâm tâm sở và sắc pháp, hay nói cách khác là năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Như vậy gọi là hữu vi giới. Còn vô vi giới ở đây chỉ cho niết bàn. Cho nên nếu mà chúng ta học rời rạc, chúng ta học ở chỗ này, chúng ta nghe nói hai giới là vô vi giới, hữu vi giới, vô vi giới, rồi chúng ta học chỗ khác để tha tú, Đức Phật nói có ba: dục giới, sắc vô vô sắc giới. Ở chỗ khác thì nói đến sáu cái tha tú, rồi chỗ khác sáu tha tú nữa, chỗ khác sáu tha tú nữa, chỗ khác nói 18 cái tha tú. Thì vậy là chúng ta sẽ rối lên. Nhưng mà khi chúng ta học cái bài kinh này ấy, là Đức Phật Ngài tổng hợp lại, Ngài trình bày chung như thế này thì chúng ta nắm rõ lắm, thưa quý vị. Thì như vậy được gọi là một vị thiện xảo, một vị thiện xảo vị giới. Rồi sau khi thiện xảo vị giới như vậy, còn một cái sự thiện xảo khác nữa là thiện xảo vị xứ. Ở đây thì cũng dễ rồi, chỉ có một cách, đó là 12 xứ, thập nhị xứ thôi, tức là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Như Ayatana, sáu nội xứ là nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Hay nội ngoại xứ thì nhãn xứ, sắc xứ là một, nhị xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ. Đây là căn cảnh đối chiếu với nhau, là cơ quan để cho tâm nó sanh khởi, nó nhận thức năng tri. Cho nên ở đó chúng ta gọi là 12 xứ. Thiện xảo trên phương diện thứ ba đó là vị tỳ kheo rành rẽ về cái pháp y tương sinh, hay gọi là duyên khởi và tích chất sa môn bàn. Chữ sa môn bàn đá, chữ ấp bà đá có nghĩa là sanh ra,
cái sự Samuppada, tức là tương sinh, nó dựa vào nhau mà nó sinh ra. Chữ bát giác tức là dựa vào, hay là y cứ vào đơn nào và tự sự ngờ mới dịch là y tương sinh. Nếu mà chúng ta chỉ nói thập nhị nhân duyên thì cái chuyện đó nó thường quá. Mà cái từ đó, cái thành ngữ đó thì gần như là chúng ta thuộc, chúng ta nhớ biết. Nhưng mà thật ra thì nó không phải là nhân duyên nói hết nghĩa, mà phải nói là y tương sinh. Cái này có mặt là do dựa vào cái kia, hành có mặt là do dựa vào vô minh, thức có mặt là dựa vào hành, do duyên hành mới sanh thức, thức do duyên thức mới có danh sắc, do danh sắc mới có lục nhập, do lục nhập mới có xúc, do xúc mới có thọ, do thọ làm duyên mới có ái, ái làm duyên, do ái làm duyên mới có thủ, thủ có thủ làm duyên cho nên mới có hữu, có hữu làm duyên nên mới có sanh, có sanh làm duyên cho nên mới có già chết sầu bi khổ u ai. Như vậy là cái sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn. Và khi mà các cái tập khởi của toàn bộ khổ quẩn đó mà hễ có một mắt xích bị diệt thì toàn bộ khổ quẩn này được đoạn diệt. Vô minh diệt cho nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên sắc diệt, do danh sắc diệt nên lục nhập diệt, do lục nhập diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt, mà do sanh đoạn diệt nên không có già chết sầu bi khổ ưu ai. Thì như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Ở trong Tương Ưng Bộ Kinh có cả một chương Tương Ưng Nhân Duyên. Được Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng về 12 cái duyên sinh này. 12 duyên sinh đó, khi mà Đức Thế Tôn thuyết, Ngài thuyết có 4 cách. Là Ngài dẫn nhập từ gốc lên tới ngọn, tức là từ vô minh duyên hành hạnh tức cho đến sanh duyên lão tử sầu vi khổ oai. Cách thuyết thứ hai là Ngài bắt đầu từ giữa lên tới ngọn, tức là bắt đầu từ ái, từ thọ duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ oai. Thì Ngài thuyết như vậy đó là để cho cái chúng sanh mà họ không có tin vào cái quả gọi là vô quả kiến, thì Ngài thuyết như thế để cho thấy rằng là cái pháp hiện tại, cái pháp này nó sẽ cho ra cái hậu quả thế kia. Rồi cách thuyết thứ ba là Đức Phật Ngài thuyết
Ngày bắt đầu từ ngọn trở về gốc, tức là này các tỳ kheo, già chết do cái gì là tập khởi? Này các tỳ kheo, già chết do sanh làm tập khởi. Sanh có gì làm tập khởi? Sanh có hữu làm tập khởi. Hữu có gì làm tập khởi? Hữu có thủ làm tập khởi, thủ có ái làm tập khởi. Ái có thọ làm tập khởi, thọ có xúc làm tập khởi. Xúc có gì? Lục nhập làm tập khởi, lục nhập có danh sắc tập khởi. Danh sắc có thức tập khởi, mà thức có hành làm tập khởi, hành có vô minh làm tập khởi. Thì Đức Phật Ngài thuyết lấy cái quả để truy tìm cái nhân cho những ai mà họ không có tin về các pháp sanh ra có nhân, tức là vô nhân kiến. Thì đúng là cần thiết cái đó. Và nếu mà gặp một trường hợp với người đại loại như vậy, nhưng mà họ có trí hơn một chút, thì Đức Phật Ngài lại bắt ngay từ cái chỗ ái trở đi. Tất cả chúng sanh loài hữu tình, sappe sankhara, sappe aharati, sappe satta aharatika, chúng sanh được duy tồn vào một thực, mà tứ thực đó, tức là đoàn thực, sức thực, tư niệm thực, thức thực. Thực này lấy gì làm tập? Lấy ái làm thực khởi. Ái do thọ làm thực khởi, tức là từ giữa mà ngày phân về vị gốc. Thì đó là bốn cách thuyết duyên sinh mà Đức Phật ở trong kinh Tạng Ngài cũng thường hay đề cập đến vậy. Cho nên ở đây một vị tỳ kheo mà hiểu như vậy thì mới được xem như là vị tỳ kheo bậc hiền trí, thông suốt thiện xảo, cái trí tuệ thiện xảo thì cũng chưa đâu thưa quý vị. Còn một cái phẩm trù khác nữa, tức là cái sự thiện xảo về lý phi lý, hay là ở đây được dịch là xứ phi xứ. Trong từ điển Hán, Pali Hán thì cũng xài chữ Thana. Athana là xứ phi xứ. Nhưng mà Thana, Athana, ở đây chữ Thana nó có nhiều, nó là một nguyên lý, một cái sự kiện. Thì do đó cho nên chúng tôi mới xài cái chữ cái thiện xảo về lý phi lý. Như thế nào? Ở đây thưa quý vị, có những điều mà vị tỳ kheo cần phải biết. Bởi vì khi biết rõ được như vậy đó, thì vị tỳ kheo đó mới xua tan được nghi hoặc và xóa đi cái sự hoang mang sợ hãi. Vị tỳ kheo có trí do biết rõ những gì có thể xảy ra và không thể xảy ra. Bởi vì cái về pháp tánh của vạn hữu, nó là điều khẳng định như vậy rồi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu cái sự kiện này là như thế này. Ở đây nêu lên có 7 trường hợp, mà trong 7 trường hợp đó thì nó thành ra 40 cái sự kiện, 20 sự kiện có thể xảy ra.
và 20 sự kiện không thể xảy ra. Trước hết, ở trong bài kinh này có đề cập đến cái chữ khi một người thành tựu chánh kiến lại đi đến các hành và xem là thường còn, sự kiện này không xảy ra. Bây giờ lặp lại cái chỗ này thì nó dài dòng lắm thưa quý vị. Chúng tôi nói tóm tắt thì một người mà thành tựu chánh kiến đó là ám chỉ cho bậc tu đà vờn, bậc dự lưu. Một người, một bậc dự lưu không thể xảy ra cái sự kiện, không thể có cái sự kiện bị dự lưu mà lại chấp các pháp hành, các pháp hữu vi là thường lạc ngã, không thể có. Nhưng mà đối với phàm phu thì cái việc mà chấp các pháp hữu vi là thường lạc ngã thì cái đó là có thể xảy ra. Đó là ba điều thứ nhất. Điều thứ hai là một cái vị tu đường quờ, tức là vị thành tựu chánh kiến, không thể nào có tình trạng, có sự kiện mà một vị tu đường quờ mà phạm vào năm nghịch tội là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá và hợp tăng làm thân Phật chảy máu, không thể có. Kể từ khi đắc quả tu đà vờn cho đến khi vị đó đắc quả cao hơn và niết bàn, thì trong khoảng thời gian đó, trong khoảng thời gian đó dù là bảy kiếp, bảy lần tái sanh đi nữa, thì trong bảy kiếp sống mới là không bao giờ có xảy ra cái tình trạng một vị tu đà vờn mà phạm vào ngũ nghịch đại tội. Nhưng mà đối với phàm phu ta thì điều đó có thể xảy ra. Bởi vì phàm phu chúng ta không biết được. Hễ còn là phàm phu thì ngay trong hiện tại kiếp sống này chúng ta cho rằng là chúng ta không có phạm được nghịch đại tội. Đại nghịch tội là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, thân Phật chảy máu chưa đấy nữa. Nhưng mà trong tương lai, ở những cái kiếp sống khác, kẻ phàm phu chúng ta bị vô minh, chúng ta có thể phạm nghịch đại tội. Đó là cái trường hợp có thể xảy ra. Còn hãy đối với vị tu đường vườn thì cái đó tuyệt nhiên không bao giờ có. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó là gì. Đó là năm điều trong cái khía cạnh thứ hai. Một điều không thể xảy ra đó là một vị tu đà vờn, một vị dự lưu mà có thể đề cao một vị đạo sư khác ngoài Đức Phật, không thể có. Một vị tu đà vờn thì không bao giờ phỉ báng lại Đức Phật, chống đối lại Đức Phật, là bậc đạo sư tuyệt đối. Nhưng mà phàm phu thì có. Phàm phu chúng ta bữa nay thì chúng ta có niềm tin với Đức Phật, kính lễ Đức Phật, nhưng một ít lâu sau thì chúng ta phản bội lại Đức Phật để chúng ta quy ngưỡng một vị đạo sư khác. Hay là trong đời sống hiện tại này, phàm phu chúng ta có tâm quy quy Phật, quy pháp, quy tăng, xem Đức Phật là một đạo sư tinh thần của mình. Nhưng mà sau khi chúng ta chết, sanh lại cảnh giới khác, thì chúng ta mất tất cả cái niềm tin của chúng ta đối với
tam bảo đối với Đức Phật. Sanh ra ở chỗ khác, ở kiếp sống khác, có thể mình là một ngoại đạo chống đối lại với Đức Phật. Đó là một trường hợp vị tu đồ quần không thể có, không thể có xảy ra cái sự kiện mà xu hướng theo ngoại đạo sư phàm phu thì có. Một cái phạm trù khác, đây là cái sự kiện không thể xảy ra, đó là trong cùng một thế giới mà hai vị chánh đẳng dính giác xuất hiện một lần, không thể có. Nhưng mà đối với trường hợp một cái sự kiện trong thế giới đang trong một thời thì thế gian này xuất hiện chỉ có một vị chánh đẳng giác, cái đó là xảy ra được, cái đó là có lý. Còn mà hai vị, nói rằng hai vị xuất hiện một lượt thì đó là phi lý. Cho nên chúng ta hiểu được cái chỗ này, chúng ta mới biết rằng hễ mà trong thời kỳ này là thời kỳ Đức Phật Gotama lại xuất hiện ở thế gian này, thì từ đây cho đến khi mà giáo pháp của Ngài viên mãn mất, cho đến trong thời gian này không có một vị Phật nào khác xuất hiện. Thậm chí ở trong bài Kinh Tây Ngư Một Sừng của Suttanipata là kinh tập, Đức Phật Đồng Giác Takara, Ngài là vị Phật, vị độc giác trễ nhất, nghĩa là ngay khi Ngài chứng quả độc giác rồi, những quả còn độc giác rồi, một ngày kia với cái thiên nhĩ thông, Ngài nghe cái tiếng của các vị chư thiên hoan hỷ thốt ra lời hoan hỷ, thì Ngài cũng suy xét, thì Ngài biết được rằng có một vị Bồ Tát khí chót sanh ra ở đời để thành vị chánh đẳng chánh giác, lập tức là Đức Phật Takara, Ngài viên tịch Niết Bàn liền, để nhường cái chỗ này, cái thế giới này cho Đức chánh đẳng chánh giác Gotama, Ngài hoằng pháp. Đừng nói chi là hai vị chánh đẳng giác không thể có. Đối với chị vị chuyển lương thanh vương cũng vậy, không thể nào ở trong cái cõi diêm phù này mà có hai vị vua chuyển lương vương xuất hiện một lượt đồng loạt, không có, một lần một vị thôi, hết cái thời kỳ của vị chuyển lương vương đó mới đến thời kỳ của vị khác. Lại nữa, có bốn cái sự kiện không thể xảy ra đó. Là không thể xảy ra cái trường hợp Đức Phật là một nữ nhân, Đức Liên Thích là một nữ nhân, hay Phạm Thiên là một nữ nhân, hay Ma Vương là một nữ nhân, không thể có. Chỉ có trường hợp nam nhân thành một vị Phật, nam nhân thành Đế Thích được, nam nhân thành Phạm Thiên được, nam nhân thành Ma Vương được, cái đó là có xảy ra, có thể có lý, cái đó có lý. Thì ở trong trường hợp này, thưa quý vị, cũng nên nói thêm rằng là
Nam nhân thành Phật, thành Phật tổ, thành chánh đẳng chánh giác, thành Đế Thích, thành Ma Vương, thì cái đó chúng ta hiểu. Nhưng mà nói đến nữ nhân không có thành Phật phải rồi, nữ nhân không có thành Đế Thích thì phải rồi. Nhưng mà trường hợp nữ nhân tu thiền, ở đắc thiền, ở chết sanh thì cõi Phạm Thiên, thì ở cõi Phạm Thiên đó là không có, không có nữ nhân. Vị Phạm Thiên không phải là nữ nhân. Chúng ta phải hiểu rồi. Nhưng mà ở đây trong trường hợp này thì nói đến như thế này vì chúng tôi chưa có xem trong chú giải để xem coi cái trường hợp còn nữ nhân hay nam nhân nha. Ở trong chú giải thì chỉ giải thích có hai điểm, tức là không thể có sự kiện một nữ nhân mà thành bậc chánh đẳng giác, thành chưởng lưng vương, ở chỗ này thành vua chưởng lưng vương, nhưng mà không có chỗ giải thích chỗ mà ở đây giải thích như thế này chứ quý vị. À có thì thực ra thì theo trong vi diệu pháp thì cái cõi Phạm Thiên Brahmaloka thì cõi đó là Ethilingam Bodhisattlingam Vinnati, là không có cái giới tính nam, giới tính nữ, không có giới tính nam, không có giới tính nữ được. Bởi vì hễ có giới tính nam thì phải có giới tính nữ, do cái sự ái luyến mà chúng sanh nó phải có cái âm dương bù trừ như vậy. Còn đối với vị tu thiền thì có trường hợp như thế này. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải chú ý một chút xíu. Ithi chát ithát cha nắng phải về tòa ca lăng cả tòa Brahma Parisat cha giang giả hấp giả tăng ủng bạch chật na maha Brahma năng là nữ nhân đó. Sau khi tu tập thiền định đắc thiền rồi chết sanh cõi phạm chúng thiên, sanh cõi phạm chúng thiên, không có sanh về cõi đại phạm thiên, không có làm đại phạm thiên. Như vậy cái chỗ này để chúng ta phải hiểu nam nhân mà chứng thiền thì có thể sanh làm sanh lên cõi phạm phụ thiên, phạm chúng thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên được. Đại phạm thiên giống như là vua cõi đại phạm, vua cõi phạm thiên, cõi phạm thiên sơ thiền. Còn phạm phụ thiên cũng giống như là
Purohita tức là cũng giống như những vị quan đại thần. Còn Phạm Thú Thiên giống như là thứ dân. Do đó cho nên người nữ ở dưới con người mà đắc thiền thì chỉ sanh về cõi Phạm. Nếu mà có sanh lên cõi Phạm Thiên thì chỉ là cõi Phạm Phụ Thiên thôi, chứ không có sanh lên cõi Đại Phạm Thiên. Cái chỗ này chú giải thích thêm cái chỗ đó. Bài kinh này hơi dài cho nên chúng ta ráng chút xíu nữa đi. Trở lại nữa trong cái phạm trù thứ sáu, có ba cái sự kiện không thể xảy ra. Là thân ác hạnh không thể sanh ra quả báo tốt đẹp. Một người làm khẩu ác hạnh không thể sanh ra cái quả báo tốt đẹp được. Ý ác hạnh không thể sanh ra quả báo tốt đẹp được. Người làm thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh không thể có sự kiện là họ sanh vào cảnh giới tốt đẹp. Nhưng mà cái trường hợp, cái sự kiện này có thể xảy ra là một thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh sanh ra quả báo xấu, và người làm ba ác hạnh này sanh vào địa ngục, đọa xí thì có. Cái phạm trù thứ bảy là ở đây vị tỳ kheo biết rõ cái sự kiện này không thể xảy ra, là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh sanh ra quả báo xấu, và người làm ba thiện hạnh này có thể sanh vào cảnh giới xấu. Cái trường hợp đó không thể xảy ra. Chỉ có sự kiện xảy ra là thân ác, thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh sanh ra quả báo tốt đẹp, và người làm ba cái thiện hạnh này sau khi mệnh chung được sanh vào thiện thú thiên giới khổ đời. Những cái điều này là do Đức Phật vị A Tăng Đẳng Giác đã thuyết giảng, cho nên chúng ta phải thọ trì những cái điều đó là những cái sự kiện có thể xảy ra ở trong đời này và những sự kiện không thể xảy ra trong cuộc đời này. Chúng ta phải hiểu. Như vậy là ở đây một người mà có cái sự thiện xảo trên bốn cái khía cạnh là thiện xảo về giới, tha túc, thiện xảo về xứ Ajatana, Ajatana Kosala, thiện xảo về duyên khởi, và tích chết Samuppada Kosala, thiện xảo về xứ phi xứ, lý và phi lý, thana kosala, thì cái đó gọi là bậc hiền trí Bandita. Mà khi đã là một bậc hiền trí thông suốt hiểu biết các nguyên lý của các pháp, hiểu được nguyên lý của các pháp như vậy thì đối với vị này xem cái pháp hữu vi, những gì xảy ra trong đời này người xem rõ ràng giống như là xem chỉ tay gì đó. Vì vậy cho nên dù cho những cái thuận cảnh hay những nghịch cảnh xảy đến đối với bậc hiền trí, vị đó không hề có cái sự sợ hãi, không hề có sự thất vọng, hay không hề có cái sự hiểm họa chi cả. Đó là nội dung của bài pháp hôm nay, mà cái bài kinh đa giới mà chúng tôi xin điều khuyết thượng tọa Pháp Thân để giảng như vậy. Là hôm nay chúng tôi làm mất thời gian của quý vị nhiều để bù lại cho hôm qua. Ngày hôm qua chúng tôi bị trục trặc, nãy giờ quý vị có nghe rõ, nãy giờ chúng tôi nhắm mắt
giảng không chúng tôi để ý. Dạ, vậy tốt quá. Và bây giờ thì xin khung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ đều họp phần thảo luận bài kinh hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú cái trường thưa thật thật siêu. Thưa quý vị hỏi, xin hỏi quý vị là quý Phật tử có nghe được không? Chào mừng, cảm ơn quý Phật tử. Hôm nay thưa thật thật siêu giảng một bài pháp dài và cũng để xin thưa thật thật nghĩ cho khỏe, phần còn lại thì xin để sẽ phụ trách. Thực ra thì ngày hôm qua Đạo Thư Siêu rất là cố gắng để vào room, không phải Thượng Tọa không vào, nhưng mà hôm qua trục trặc kỹ thuật chạy vô chạy ra không được. Và rất là hoan hỷ là hôm nay Thượng Tọa đã giảng để điều khiển cho Thượng Tọa Pháp Tân. Bạch Chư Tôn Đức và quý Phật tử, thì giờ còn lại của chương trình sinh hoạt hôm nay chỉ còn hơn 20 phút. Chúng tôi xin được nhật thì giờ để tiếp theo lời của Chư Tôn Thủ Siêu nói về cái khía cạnh ứng dụng ở trong đời sống đối với những điều gì mà Đức Phật này giảng ở tại đây. Cái chất đó là đầu tiên Đức Phật ngài khẳng định rằng những cái sợ hãi, những cái hoang mang ở trong đời sống đó, nó đến từ những người thiếu trí, những người không biết. Và điều này thì chúng ta rất cần để lưu tâm. Đơn giản đó, ở một điều là chúng ta thấy rằng họ còn nhỏ, khi mà mình sống mà mình không có biết nhiều thì mình dễ lo sợ, dễ hoảng hốt, dễ bị hăm dọa thì thậm chí dễ bị người khác bắt nạt. Nhưng mà càng lớn, càng hiểu biết thì chúng ta lại càng tự tin hơn, càng giải quyết được nhiều việc hơn, càng có khả năng đối diện với thực tế nhiều hơn. Nó tương tự như là một người mà không có kinh nghiệm, không có hiểu biết gì hết về vấn đề du lịch. Khi mà phải đặt chân đến một vùng đất xa lạ đó, thì chúng ta cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng một khi mà mình được biết rồi, biết rõ và càng biết thì mình càng tự đại. Đây là một yếu tính mà rất là quan trọng trong cuộc sống này. Nói lên cái vai trò của trí tuệ hay nói lên lạnh. Và tại sao mà ở trong Kinh Phật thì lại nhấn mạnh đến tuệ giác. Và một vị mà thành tựu tuệ giác viên mãn thì vị đó đạt đến cái cảnh giới gọi là bất động, giống như là cột trụ đã khéo chôn chặt xuống đất, dù cuồng phong từ bốn hướng cũng không làm nao động. Hay là đôi khi chúng ta nghe nói đến một cái đỉnh núi, một cái ngọn núi
một con núi đó mà gió bốn phương không thể lay động được, chỉ cho cái trí tuệ bất động. Con người chúng ta mà thật sự càng sống với tuệ giác, càng sống với trí tuệ, thì tâm của chúng ta càng vững, bản lãnh của chúng ta càng nhiều. Nhưng mà khi chúng ta càng sống với vô minh, sống với vọng động, thì chúng ta càng yếu đuối, càng cảm thấy dao động trước sự việc. Bài học này không thể chỉ nói một cách đơn thuần, mà chúng ta bắt buộc phải trải qua rất nhiều. Bởi vì người ta nói rằng người Trung Hoa họ nói là có cái tuổi mà chúng ta gọi là tuổi tri thiên mệnh, giống như là ngũ thập tri thiên mệnh hay là lục thập dí thuận. Thì cái tuổi tri thiên mệnh ở đây chúng ta tạm hiểu là cái tuổi mà sống mà biết được cuộc đời nó là như vậy, bản chất nó là như vậy. Mình không biết thì mình sợ hãi. Thí dụ như mình đi một hành trình xa lạ, nguy hiểm, thì ai cũng giống nhau hết. Không phải cái người biết là người đó ít bị đe dọa. Nhưng một khi mình biết rằng nó phải như vậy, thì mình luôn luôn có thái độ sẵn sàng chấp nhận với thực tại. Chúng ta phải tự nhắc lấy chính mình một điều là cái sự bình an thật sự, cái sự an bình thật sự của nội tâm, nó không đến từ sự che chở phù hộ của Thượng Đế, nó không đến từ sự cầu nguyện, mà nó đến từ sự hiểu biết. Hiểu biết như thật, sự thật như thế nào biết như vậy, thì lúc đó chúng ta có sự bình an thật sự. Đó là một thứ bản lãnh nội tại. Đó là một bài học lớn, lớn lắm, chứ không nhỏ. Chúng ta lấy ví dụ như là có người nào đó sống mà luôn luôn nghĩ rằng cuộc đời là phải xảy ra đẹp như một bài thơ. Nó sẽ tuần tự thứ lớp, giống như chúng ta nấu một bữa ăn, hay là nó phải được chuẩn bị rất đẹp như một con đường, như một lối đi ở trên công viên. Thì những người đó sống buồn gì cũng khổ. Tại cuộc đời nó có rất nhiều cái bất định lắm, nhiều cái vô thường, nhiều cái mà nó nằm ngoài cái dự phẩm của chúng ta. Thí dụ như chúng tôi sống ở tại Mỹ 40 năm, 41 năm, chưa bao giờ mà chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ, một đất nước giàu mạnh, tiến bộ về y tế, phải rơi vào cái tình trạng đại dịch giống như là mấy tháng qua, mà chưa bao giờ nghĩ được. Chúng ta sống ở Mỹ cũng chưa bao giờ mà nghĩ rằng một nền dân chủ mà vững mạnh hàng đầu Hoa Kỳ mà rơi vào trong cái tình trạng bầu cử mà nó lộn xộn, nó phiền hà như là chúng ta nghĩ. Chúng ta sống ở tại Mỹ 40 năm trời, chưa bao giờ nghĩ rằng một cái tiểu bang ở tận cùng miền Nam, ở trong bờ biển của Gulf Mexico như Houston, mà bị cái cơn bão tuyết lạnh như kỳ rồi. Nhưng mà thưa vì tất cả đều xảy ra, và xảy ra trong thời gian ngắn. Do đó, chúng ta sống đừng bao giờ nghĩ rằng mình sống bằng sự đinh ninh, mình sống mình biết tất cả mọi thứ nó đều diễn ra trong một cái trình tự mà rất là trật tự, rất là cố định. Không có như vậy đâu. Và thưa quý vị, bây giờ khi mà chúng ta nói đến đoạn đó xong rồi đó, thì chúng ta áp dụng một chuyện khác nữa là trí tuệ. Nó đến từ cái gì? Đây là một trong những vấn đề rất là then chốt của Phật học. Trí tuệ đến từ sự thật, hiểu biết được sự thật. Không hiểu biết sự thật mà bảo rằng trí tuệ đó, thì thật sự nó không phải là trí tuệ. Trí tuệ là cái gì? Hiểu biết được sự thật. Về điểm này đó, có nhiều khi người ta lầm lẫn giữa cái hoạt ngôn và trí tuệ.
có những người mà họ lý luận, họ nói rất nhiều. Quý biết là trong thời gian vừa qua đó, đôi khi người ta có những bất đồng về chính trị, về ủng hộ bên này bên kia. Có những người họ viết những bài báo rất là công phu, mà khi mà mình đọc những bài báo họ mình nghĩ, ồ, những người viết này phải là một tay viết rất giỏi, một người trí thức vân vân. Nhưng mà rồi cuối cùng họ viết trật lất hết. Thì điều mà chúng ta muốn nói tại đây đó là dù người có trí đến đâu, người giỏi đến đâu, mà người đó không chấp nhận sự thật, không biết đúng sự thật, thì cái đó cũng là thiếu trí, đó cũng là vô trí. Cái người có trí ở đời không phải là người có thể viết ra một bản văn dài tràn gian đại hải. Người có trí ở trên đời không phải là người khéo ăn khá nói, mà người có trí ở đời là phải hiểu biết sự thật, phải y cứ cái sự nhận thức của mình trên sự thật. Và bây giờ khi mà chúng ta nói tới sự thật là cái gì, thì sư thú vị, sự thật á, ở đây nó lại có bốn cái khía cạnh. Và bốn khía cạnh này nó lại là một cái gì rất là không đơn giản để chúng ta hiểu hết, nếu không phải là Đức Phật để chỉ điểm cho chúng ta. Thứ nhất á, là một sự thật mang tính toàn diện. Toàn diện ở đây tức là mình nói đến một cái gì đó, nếu nó còn có cái sót ở bên ngoài đó, thì chứ vì nó chưa là toàn diện. Chúng tôi lấy một ví dụ như là chúng tôi là nhà sư, làm trụ trì trong chùa, mà hỏi định nghĩa Phật tử là gì. Phật tử là những người thân cái chùa, thì hiểu gì là sai. Tại Phật tử gồm có những người thân với chùa và những người không thân với chùa. Hay là Phật tử là gì? Phật tử là người có quy y Tam Bảo pháp danh, định nghĩa vậy là sai. Tại có những người Phật tử họ không có quy y và không dư pháp danh, nhưng họ vẫn là Phật tử. Thì như vậy đó, một cái gọi là một cái phạm trù toàn diện đó, thì phạm trù đó phải bao hết. Thí dụ, Đức Phật ngài nói về 18 giới, sắc thinh khí vị xúc pháp, nhãn nghĩ trị thiệt thân ý, nhãn thức giới gì, nhị thức giới, trị thức giới, trên thể ý thức giới, cả 18 cái đó nó phải đủ sự toàn diện. 18 giới đó là một đề tài bao trùm, hoặc là 12 xứ, hoặc giả là lúc đại dương khởi, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, hư không, giới, vậy, thức. Lục đại dương khởi đó bao trùm tất cả sự hiện hữu. Hoặc chả là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng bao trùm tất cả. Hoặc chả là năm cảm thọ và vô minh, nó cũng bao trùm tất cả. Hoặc giả là nói đến một thế giới gồm hữu vi pháp và vô vi pháp. Thì như vậy nói rộng á, thì nó phải đủ bao. Mà nói một cái chi tiết á, thì nó phải không có bỏ sót. Thí dụ, như mình nói chi tiết, thì mình phải nói, 18 giới, thì chúng ta phải liệt đủ 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. 12 xứ. Rồi chúng ta nói về tam giới, nó phải liệt đủ. Thì như vậy cái toàn diện và cái chi tiết đó, nó phải đủ, phải cân phân. Nếu mà chúng ta nói không tới cách toàn diện bỏ sót đó, thì nó cũng trở thành vấn đề. Cũng như là trong toán học người ta nó thường dùng cái thành ngữ là ắt có và đủ. Nếu mà có nhưng mà không đủ thì thứ gì nó không có giải được bài toán đâu. Cái trí tuệ đó nó cần đến cái chỗ là có và đủ thì chúng ta mới có thể giải được bài toán. Thì ở đây khi mà chúng ta đề cập đến các pháp đó, từ một cái đề tài tổng quan đủ cái cách toàn diện, nó đủ tính toàn diện,
thì khi nói đến chi tiết nó phải không bỏ sót một điều nào. Chẳng những vậy mà chúng ta phải nói đến cái cách đa dạng. Tôn giả Ananda đã hỏi Đức Phật về giới, từng câu này sang câu khác, có thể chăng, có thể có pháp, có pháp nào khác chăng? Thì Đức Phật nói nó có, và Ngài đưa ra rất nhiều thứ. Thí dụ như là chúng ta phân loại con người ở trong xã hội thì chúng ta có nhiều cách phân. Nói đến dân số đó thì chúng ta nói về giới tính nam nữ hoặc là người chuyển giới, chúng ta nói về lợi tức là thành phần giàu có, thành phần trung lưu và thành phần dưới trung bình. Rồi chúng ta nói về tuổi thì có lão niên, có trung niên, niên dân số. Nó không phải chỉ có một cách phân. Và nếu một người mà hiểu, dù cho toàn diện, dù chi tiết, mà hiểu chỉ một cách thôi, cũng là phiến diệt. Đấy, đó cũng là phiến diệt. Bởi vì sao vậy? Tại vì chúng ta không thấy rõ vấn đề nó đa dạng. Sự đa dạng của vấn đề rất là quan trọng. Nhưng mà thưa quý vị, hai cái phương diện đó nó vẫn chưa đủ theo lời Phật dạy. Một cái phương diện thứ ba đó, nó có tất gọi là duyên khởi. Đó là sự liên quan, liên đới giữa pháp này với pháp khác. Một người hiểu sự việc mà gọi là hiểu face value, hiểu chỉ có cái mặt của vấn đề, mà chúng ta không hiểu cái liên đới giữa pháp này với pháp khác, thì gọi là cũng chưa hiểu hết vấn đề đâu. Chúng tôi biết là ở chùa có một cô Phật tử. Cô này cô thường có những cái phiền não. Và mỗi lần cô phiền não cô chỉ biết một chuyện thôi. Nhưng mà cô lại không có biết là lý do tại sao có những cái sâu xa khác. Thí dụ như là mình thấy người khác họ không thân như mình phiền não. Nhưng mà không phải đơn thuần là như vậy. Mà nó còn có những lý do. Thí dụ như là về cái cá tính kỳ quặc của mình, về cái thái độ thiếu hợp tác của mình, hay hoặc giả là mình muốn làm mà làm không đúng chỗ, thì tự nhiên nó có phiền. Thì thưa quý vị, chúng ta hiểu sự vật mà chúng ta đếm chưa đủ. Ví dụ như mình đếm là mình có bao nhiêu tiền bây giờ, và một năm sau mình có bao nhiêu tiền, mình ít hơn hay nhiều hơn, vẫn chưa đủ. Mà mình phải hiểu rằng từ năm nay, từ điểm A tới điểm B, từ tháng 1 tới tháng 12 đó, tại sao tiền nó tăng, tại sao tiền nó giảm, mình phải hiểu chuyện đó. Đó Đức Phật gọi là duyên khởi, cái sự tương quan liên đới giữa pháp này với pháp khác. Thật ra khi mà chúng ta hiểu sự toàn diện, hiểu về chi tiết chưa đủ, mà chúng ta còn hiểu phải hiểu cái tương quan được. Do có cái này nên cái kia có, do cái này sanh cái kia sanh, do cái này diệt đến kia diệt. Cái đó là một cách khác, đó là một cái khía cạnh khác của cái sự thật mà trí tuệ phải được mài dũa. Trí tuệ mài dũa trên phương diện đó. Bởi vì chúng ta nghe nói rằng Đức Thế Tôn khi mà Ngài chứng đắc đạo chứng quả đó, thì Ngài đã nhớ được những cái quá khứ, cái đó gọi là túc mạng minh. Nhưng mà rồi không phải nhớ cái chi tiết, nhớ cái rõ ràng, mà còn có một điều khác nữa đó, là Ngài còn thấy được cái sự tương quan giữa do mình làm những hạnh nghiệp nào, khổ nào, do nhân nào tạo ra quả nào. Cái đó gọi là sanh tử minh hay thiên nhãn minh. Điều này rất là quan trọng. Một cái người sống mà không biết được cái năng duyên, sở duyên, không thấy được do nhân nào tạo ra quả nào, không thấy được là tại sao cái này có thì nó sanh ra cái kia, hay tại sao cái kia có là do cái này đó, thì chúng ta có vấn đề. Tại vì sao vậy? Cuộc sống nó luôn luôn là sự, nó có một sự liên đới. Ở chùa chúng tôi trong cơn bão tuyết, thưa quý vị, thì có những cái cây như là cây hoa mai hôm nay nở rất nhiều. Tại sao mà cái hoa mai lại nở được trong cơn bão tuyết mà cái tắc lại chết? Đơn giản là cây mai mình để vào trong một phòng khách đó, còn cây tắc mình đem vào hành lang nó không đủ ấm, nó lạnh quá chết. Thì cái đó mình phải thấy, và mình phải thấy nó có một lý do, và không thấy được lý do đó thì bị nói ồ sao cũng là bão tuyết, cũng là cây mà có cây chết cây sống, nó không có lý do đó.
Rồi bây giờ cái khía cạnh thứ tư, khía cạnh này rất là quan trọng, đó là những điều có thể và những điều không có thể, những điều khả dĩ và những điều bất khả. Cái gọi là có thể hay không có thể đó, nó lại tương quan với nhau. Thì thưa quý vị, về điểm này, thí dụ như hồi nãy chúng ta có đọc qua và nghe từ Thượng Đại Sư đề cập đến là ở trong một thế giới không thể nào có hai vị chánh đẳng cảnh giác ra đời. Chuyện này cũng đơn giản thôi, là đã là vị chánh đẳng cảnh giác đó, thì một vị có thể đủ để tiên thuyết không cần cái hai vị. Và đã là vị chánh đẳng cảnh giác đó, thì các ngài ra đời là cái nơi quy hướng của chư thiên và nhân loại. Nhưng mà nếu hai vị ra đời thì thường tạo nên cái sự so sánh. So sánh dù cho hai vị đều tốt và tốt như nhau thì nữa, thì người chuộng cái này không chuộng kia, cũng giống như con người chúng ta có chuộng mà hay chuộng cái này thủy bắn cái kia, thì cái đó trong khổ của chúng sanh. Thành ra chuyện đơn giản là có những thứ mà nó chỉ chuyên chở được một mà thôi, thì trong trường hợp đó một cái hệ thế giới đó chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Hay là khi mà chúng ta nói với đến những người tu tập, thì tu tập có thể người nam cũng chứng thiền, người nữ cũng chứng thiền. Nhưng mà khi sanh về cõi phạm thiên, thì cái bản chất của thiền định, bản chất của phạm thiên, thì cái bản chất đó nó không đi với nữ tánh. Là nữ tánh là sự ẻo lạ, sự mềm mại. Cái nữ tính không có cõi phạm thiên, thì nữ tính không có ở nước trời đế thích, nữ tính có vì chuyển luân vương. Cái này là cái, tại vì cái bản chất tự nhiên nó như vậy. Thì giữa cái điều có thể và điều không có thể, vì nó phải biết. Hay hoặc giả là một cái bậc mà tu trật quần không thể nào có cái chuyện đó, vì đó là xem ai khác là nương tựa ngoài Đức Phật. Hay hoặc giả là một vị mà đã thành tựu được chánh trí, không bao giờ có nghĩ rằng các pháp hành là thường tồn, là thường còn, không có. Ví dụ như bây giờ một cái người Phật tử bình thường mà hiểu biết Phật pháp đó, không bao giờ mà mình mở miệng ra mình nói ô mình may mắn quá nhờ trời nhờ Phật, hay là thực sự năm nay làm ăn khá quá nhờ trời Phật mà mình làm ăn khá. Người Phật tử hiểu đạo không nói như vậy. Người Phật tử hiểu đạo đó thì hiểu rằng mình nhờ vào cái phước và nhờ vào cái phúc nghiệp của mình, nhờ vào cái thiện nghiệp của mình mà được như vậy. Và cái thiện nghiệp đó đến từ cái thiện tâm của mình. Và cái thiện tâm của mình được hướng dẫn bởi Đức Phật. Chứ không thể nói mình nó là nhờ trời, nhờ Phật mà mình được như vậy. Nhưng mà một người mà có đủ cái chánh kiến, nó không gì hiểu, không gì các hành là thường còn, các hành là hoàn toàn, là an lạc, các hành là hữu ngã, không bao giờ có. Và chúng ta gọi là mình hiểu cái gì, gọi là có thể và không có thể. Thưa quý vị, cái điểm mà rất là thú vị ở tại đây là cái niềm cảm hứng, niềm hoan hỷ của tôn giả Ananda. Có thể chúng ta nghe bài kinh này, nó cũng giống như bao nhiêu bài kinh khác. Có thể chúng ta nghe bài kinh này, chúng ta ồ nghĩ rằng bài kinh này hơi khô khan một chút. Có thể chúng ta nghe bài kinh này, nghe theo tòa tự siêu giảng dài quá. Nhưng mà tôn giả Ananda khi nghe bài kinh này, thì ngài chẳng những hoan hỷ mà hết sức là hoan hỷ lắm kìa. Mà khi tôn giả quan nghĩ nhiều lắm, thì tôn giả hỏi bạch Đức Thế Tôn, những cái pháp môn, những lời dạy này gọi là gì? Và Đức Phật ngài đã đưa ra nhiều cái tên gọi, nhiều cái tên gọi, những cái tên gọi rất là đẹp. Ví dụ như là dạ con cùng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ.
Dạ, quý vị có còn nghe không vậy? Dạ, quý vị nghe không? À, pháp môn này là pháp môn bốn chuyển. À, pháp môn này là pháp môn pháp kính. À, pháp môn này là pháp môn trống bất tử. Cái lời khoan hỷ tôn giả Ananda đa cũng là một cái điểm rất là thú vị rồi. Và câu trả lời của Đức Phật, thay vì đưa ra một tên, được nhiều cái tên, thì bài kinh đó cũng quan trọng. Khi mà chúng ta đọc kinh thì chỉ có lưu ý những chi tiết như vậy để thấy được tính cách đó. Và khi một người mà có được cái sự nhận thức về tại sao chúng ta sống sợ hãi, sợ cái bất thường của đời sống, sợ cái mất mát của đời sống, sợ cái vô thường của đời sống, sợ cái chết. Thì mình nghĩ sợ cái chết là thứ bình thường, nhưng mà Đức Phật nói cái sợ nó chỉ đến người có trí chứ không phải là người. Cái sợ không đến người có trí, mà cái sợ nó đến với những người không có trí. Câu đó nặng ký lắm, thưa quý vị, chúng ta phải để ý. Và thế nào là trí tuệ? Trí tuệ thì nó có cái cảnh giới của mài dũa trí tuệ, của quán chiếu trí tuệ. Và cảnh giới đó là gì? Cảnh giới đó là chúng ta hiểu cuộc sống nó là một thứ hiện tượng, nó là một hiện tượng giới. Và cái hiện tượng giới đó nó có hai cái góc để mình nhìn. Một cái góc là toàn diện, và cái góc đó là chi tiết. Về toàn diện đó, nó không thể thiếu. Và về chi tiết đó, đủ mà nó không thể dư, không thể thiếu. Dạ. Ví dụ như là những đề tài mà chúng ta đề cập tới đây, dù đó là lục đại duyên khởi, dù đó là 12 xứ, 18 giới, như vị nào có học về thắng pháp áp tâm biết là bao trùm tất cả. Và trong cái đề tài bao phủ toàn diện, không có thiếu sót, thì những gì được liệt kê đó, nó phải có và đủ. Chẳng những vậy, mà Đức Phật còn nói về sự liên hệ giữa năng duyên và sở duyên, giữa pháp này có tạo nên pháp kia, pháp này không có, pháp kia không có. Và chẳng những vậy mà Đức Phật Ngài gọi là những gì có thể và những gì không có thể. Cái đó chúng ta gọi là, tức gọi là bốn chuyện, Chaturparivartto. Một cái giáo lý mà rất là quan trọng. Dĩ nhiên là bây giờ với thời lượng ngắn ngủi thì chúng ta học sẽ nói hết điều này. Nhưng mà quý Phật tử có thời giờ đọc lại thì bài kinh này chứa rất là nhiều điều, những cái cơ sở rất là căn bản của trí tuệ. Và Đức Phật cũng nói là đây là pháp kính, đây là pháp trống bất tử, và đây là vô thượng chiến thắng. Câu trả lời của Đức Phật cũng câu trả lời rất là nặng ký. Chúng tôi xin được kết thúc chương sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trường chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung. Chúng con kính tri ân chư trung đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc kêu trong đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Con kính tri ân quý ngài, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.